Quá bất ngờ, có một chàng trai 27 tuổi quê Sóc Trăng, sau bao ngày xem nhiều clip của Ngọc trên mạng thì hôm nay anh quyết định lấy hết can đảm để điện thoại làm quen với Ngọc. Cuộc trò chuyện của hai người như thế nào thì mời chú anh chị mình xem clip sẽ rõ nhé. Thì bất ngờ cũng có một cái chàng trai ở Sóc Trăng mới 27 tuổi muốn kết nối với Ngọc nha. Rồi ok đi, em sẽ nói chuyện với Ngọc nha, coi nếu hợp thì sẽ đến đây gặp Ngọc để làm quen nha. Dạ dạ, nè, để cho mày cái nè. Nè máy dọn. Nè, rồi. Dạ em chào anh. Dạ chào em. Anh khỏe không? Dạ không. Khỏe em. Bớt lên em xong rồi. Dạ. Quê em sao? Em ở An Giang. Con là cha. Anh tên gì? Nhiêu tuổi anh? 17. Dạ. 17, 3, 2, 7. Dạ. 7. Lan đi. 28. Đi ăn lên. Mình nói là em dễ vậy đó rồi sao anh chịu? Em thì anh coi trên clip anh thấy em vậy đó rồi sao anh chịu em? Thấy chưa mà nói gì đâu, con cá chưa mà nói gì đâu, cái ông mình băng cũng mà. Dạ. Rồi em. Anh làm nghề gì? Luôn vậy? Anh làm nghề gì á? Con làm cái gì? Dạ. Chị đang liên hệ với anh Quang chứ em không có chơi với thôi, không có xài điện thoại. Chị hỏi nhân bài cho anh cứ gọi em đi. Em đâu có xài điện thoại đâu mà có số điện thoại. Em có gì thì anh liên hệ anh Quang đi, anh Quang xuống cho em hay chứ em đâu xài Zalo số điện thoại gì đâu. Dạ, nói gì, nói sao? Quang mà đang chỗ em đó không? Dạ đúng rồi anh. Có mẹ em mỗi ngày mua đi bán hay em? Dạ mẹ em bệnh, mẹ em không có bán. Tập giống phải không? Dạ nói sao? Nhiều chưa là đi tay không? Em cũng người miền Tây mà. Không mà giờ nó miền Tây chứ ở Sóc Trăng á. Thì em mới ở mà thì có gì thì em xin nỏ xong. Bây giờ có gì thì mình tìm hiểu đi. Còn chuyện đó thì đây em xin nỏ xong mình tính chứ giờ em đâu có tính được đâu. Quay lên người ta ấy luôn chị. Dạ đâu có đâu, cái đó là quay thôi chứ đâu em đâu quen biết gì đâu, tại cái ông đó kêu em
em đâu có quen biết những người đó đâu. Em mà nói gì? Trời ơi, em ổng có nói trước và nói trước em đang cho là anh đang nói cho anh vậy. Rồi đăng quay lên thì đăng lên em với mẹ mới vô thấy người ta nói này cái gì lên với anh. Đó là ta hiểu lầm chuyện kia nữa đó. Ủa, anh coi clip em lâu chưa? Ủa, thì coi coi lâu, coi hồi em bây giờ đó, chị em đang theo dõi em mà. Nha, anh hả? Nghe nói chuyện mấy mà. Dạ. Ba cháu mà nghe nó khóc này kia, kia gì đó. Anh nói chỗ nào? Ủa, chỗ chân? Nói là đi chỗ đua ghe không á? Đua ghe không? Ủa mà hồi nãy anh nói gì vậy? Nghe này kia là lại ngay chỗ chân đua không? Mà hồi nãy anh nói làm công việc gì nãy nói chuyện ồn với nghe không rõ. Không phải là đây ấy ra ngoài là máy nó chạy ồn em ra ngoài chứ mà nó làm gì anh chị? Dạ. Nó chạy ồn nghe rõ nào? Dạ. Mà em hỏi hồi nãy là làm công việc gì á, mà em hỏi anh mà anh ồn quá em nghe không rõ á. Đó là hàng đá mà em. Là anh làm ở đó luôn hả? Trong tay thì được mà đáy máy thì hồn thì một nơi thì cái lúc được thôi em ơi. Nhiều máy vậy? Nhiều vậy? Có em ở nhà với ai vậy? Em mà em ở nhà với mẹ. Có là bữa nào cũng không có nhà em mà ở nhà em cho. Có, đi chơi rồi. Mà bỏ má là ông đó là có vợ
Nói chuyện là trong hai mặt trời trên chiếc xe gì vậy? Đâu? Dạ em có rồi, em không gõ, em để sát cho em gõ. Sao mà gõ hơn em nữa lại chứ anh? Có gì là nào vậy? Chưa biết đi chưa, chưa đi chưa hả? Đó vậy em có đi đâu khỏi An Giang này đâu. Có đi làm phải không? Dạ đúng rồi, lúc trước thì có đi làm mà giờ em có đi. Lúc trước em làm gì em? Làm công ty hả? Dạ. Trước thì em đi làm công ty này kia đó, giờ thì mẹ bệnh thấy bữa nay em đi bán cái số phụ mẹ. Con có bầu thì em ở nhà thì em ơi. Chứ mẹ bệnh rồi không có ai bán, không ai làm hết trơn, rồi em ở nhà nữa, rồi tiền đâu mua cá mua mắm ăn. Nói khác thì mọi người nghe không? Trời, nói thiệt luôn á. Mẹ em bệnh đâu có làm bán, đâu có bán mấy bữa nay đâu. Em đi bán phụ mẹ mới có tiền mua cá ăn. Chứ mẹ em bệnh, mẹ em nghỉ rồi, em không bán nữa rồi chắc mấy mẹ con chết đói luôn á. Còn về này kia nữa em đi vòng vòng được. Nên đi đâu xa nha em. Dạ anh biết rồi. Đâu có dám đi xa đâu, đi vòng vòng hoặc cái mệt cái ngồi nghỉ ngồi cũng mới đi nữa. Chứ đâu phải đi liền như mẹ em đâu. Còn đi vòng vòng nữa thôi, có gì đi có cây 16 kia nữa. Dạ. Người ta thấy cầu quỳ đó, người ta cũng mua nhiều. Rồi, rồi cái đó em tạm bẫy nha, đừng có là nằm giọng này kia, nằm giọng này kia đó. Em đâu có nằm giọng đâu, ở đây đâu có giọng đâu. Có một tay em bán được nhiều bà, bán gì đi gì bán được nhiều. Tôi hỏi giờ mẹ bệnh thì em bán 100 thôi, 80-90, có bữa nay em bán hơi nhiều nhiều. Cái máy mặt trời rồi, cái mặt trời gì vậy, anh đi mặt trời anh em đây nè. Rồi giờ nè, anh ăn uống gì chưa? Chưa uống đây em ơi. Rồi nói chuyện điện thoại xong rồi anh đi làm nữa hả? Có lâu thì có thời gian, nó cỡ này đâu rồi, lấy đá nó đi chiếm được đâu. Dạ. Đây, để em nói chuyện cho em qua. Dạ.